Em lại lấy cái hình chứng lại ra cho chị. Giờ cũng bằng chứng đúng không? Dạ. 100 ngàn nha. 100 ngàn. 100 ngàn. Giờ tôi cho nó 200 ngàn luôn á. Bây giờ 100 ngàn ông làm gì? Ừ, 100 ngàn ông làm gì vậy? Tại sao con người thấy con người? Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình nha các bạn. Thì là mình là Hô đây mọi người. Hôm nay là nhà mình là đang làm cái nhà tắm, các bạn cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà thật ra các bạn biết sao không? Á, nghĩ sao? Tôi cũng đã nửa buổi rồi các bạn. Nên là con vợ của mình là nó đã đi mua đồ ăn, đi mua đồ ăn cho các ông thợ mọi người, đi ăn nửa buổi trưa. Nên là tự nhiên Hân đang làm, Hân đang phụ hồ ở ngoài kia này mọi người. Nhưng mà Hân chợt Hân nghĩ ra một cái màn trôn nó rất là hay nha các bạn. Nên là Hân quyết định Hân sẽ dừng công việc, Hân sẽ không có phụ hồ nữa mọi người. Cái dù gì Hân cũng đâu phải Hân phụ hồ đâu các bạn à. Nhưng mà dập công việc nên là mình phải chấp nhận nha mọi người. Thì bây giờ Hân sẽ quyết định là sẽ vô Hân cho con vợ mình một cái bài học nhớ đời nha các bạn. Thì đỡ mà biết cái màn trôn đây nó hay ho, nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nó sàm sàm như thế nào thì các bạn theo chân Hân nha. Bây giờ thì Hân sẽ vô nhà, Hân set up và Hân đợi con vợ Hân về nha mọi người. Bây giờ thì Hân sẽ tạm thời là Hân mượn con vợ nha mọi người. Ấy, Hân đã thông đồng với Bí Chiến rồi, Hân nhờ Bí Chiến nó giúp Hân chứ không có Bí Chiến là không làm được cái gì đâu các bạn. Ở đây. Rồi bây giờ thì Hân sẽ đặt máy và đợi vợ Hân giờ sẽ có một cái kết vô cùng hay nha mọi người. Thôi lần này thì xong em rồi vợ ơi. A few moments later. À, nãy giờ mình ngồi đợi vợ mình nửa tiếng rồi mà nghĩ sao nó đi mua đồ ăn cho thợ mà nó chưa gì không? Thiệt vô vô lý hết sức luôn các bạn. Nhưng mà lần đây mình phải đợi, mình đợi để mình chơi nó một nhí. À, phải mình chơi nó một vố cho nó đeo lòng chơi. Nghĩ tới cái đoạn mà trôn vợ mình thấy mình sót lắm các bạn. Nhưng mà thôi, cậu mẹ làm người đây biết rồi. Sót là sót, trôn là trôn. A few moments later. Má giờ ta dứt. Chứ làm gì cứ nằm giữa cửa chứ cứ điên sao cứ đè ở trước cửa này vậy. Chủ thầy. Em bị chậm kinh. Đi, về đúng cái đây. Cứ nghe ở trước cửa vậy, chỗ buôn bán mà cứ nằm vậy. Nãy giờ đi đâu? Chút một tài nhỏ đi mua đồ. Bây giờ anh không có giỡn vợ nè nha. Anh nhìn mặt anh dài chẳng phải anh cưng được nha. Anh đang điêu. Méo anh nó đang sâu sụp trong người nè. Cũng khủng hoảng. Đừng nghiêm chuyện. Nãy giờ tôi nói hết cho chồng chứ nó biết rồi á. Bà là tôi nói bà là lần này là tôi nói. Tụi tôi xuống lấy cái tay là tụi tôi cũng như mưa méo rồi. Coi chừng nhớ biết lý do nào quýnh cho mà ông quýnh lại rồi là ông cho ông ở đám ông nói em. Bây giờ anh nói thiệt vợ nghe. Em có làm gì sai với anh không? Ừ, em có làm sai với anh không vợ? Có sai. Sai? Sai là sai, tôi sai là khi lấy ông á. Sai là khi đi quét nhiều á. Tôi sai á. Đó là cái sai lớn nhất cuộc đời tôi luôn á. Con cái trò trò đừng nói vậy nha. Đừng nói bao giờ rồi em cứ chuyện đó nói nha. Đừng đến nhiều ai muốn. Mà bây giờ anh hỏi em trừ cái chuyện đó ra em có làm gì sai với anh không? Đừng có khùng khùng nha. Ông kiếm đâu ra con vợ mà vừa làm ăn vừa biết làm ăn mà vừa giỏi giang vừa tháo vát như tôi thử bì vừa biết nấu ăn nữa. Nói giờ ai vậy? Nói em một cú một cái là rớt lên như vậy hả? Một cú một cái là cái mặt là má nhận con ra bầm tím hay con mắt cả. Con bóp mình ra luôn á. Giờ kiếm chuyện với tôi em, cái chuyện gì nói thấy ngay mặt quá à. Anh không có giỡn với em nữa mà. Anh không có đánh, anh đang phụ hồ kia, anh không đánh đâu vô đây mà anh nói. Tôi càng không đánh nữa. Tôi càng không đánh, ông thấy đồ đàn ông giờ tôi chưa nhái đâu mà ông tưởng ra đây ông ngồi đây. Bây giờ anh hỏi em một lần cuối, em có làm gì sai với anh không? Không. Anh giờ nói lại một lần nữa, anh muốn ngang em bằng tay anh lại nói mưa méo được. Anh muốn gọi là mưa méo được hả? Coi tôi chở đâu qua nha. À. Nói không có nói là lý do là coi chừng lại nha, tôi cho vô trong mặt cái vợ chứ ở đó mình lao láo. Đừng có khùng khùng nha, đi về chỗ nha. Nói chuyện gì? Nó điên, vợ con mà. Nay nó lên trên đèo tôi nó ngầu hết rồi. Bà vợ tôi thì sao hử bà vợ? Mặt béo hơn
ơi, ông nói vậy ông nói thẳng ngay giờ tôi thời gian tôi là vàng là bạc nha. Bây giờ tôi hỏi bà nha, bà có làm gì sai không? Tôi cho hỏi là một lần cuối cùng tôi đập. Đó là không, là không nha, không có cái gì sai đó nha. Đừng có bằng không có đâu kiếm chịu. Vậy tại sao? Tại sao? Tại sao hồi tối tôi nói bà xin một nháy bà kêu là hết hàng? Con chiến nó đi yếu rồi, nó không có đây đâu, bà đừng có dùng nó xung quanh. Con chiến đi đâu? Bên đây chỉ có mình tôi với bà, tôi hỏi. Tôi liên dị luôn. Tại sao? Chị hết hàng chứ giờ hết hàng rồi, giờ cho ông dẫn cho tôi đi nữa. Giờ cho ông dẫn cho tôi đi nữa. Tại sao? Để nữa thì bốn lúc. Em đừng có nói chuyện này, dứt rồi muốn nói gì nói nha. Tại sao em nói hết hàng? Tôi nhớ khi này tôi nằm trên hết mà. Bây giờ nói vậy. Nói lại. Bây giờ vô câu chuyện. Tại sao hôm tôi xin bà nói bà hết hàng? Hết chỗ nào? Thiệt hết không? Hết. Nếu còn sao? Còn ông mua chứ đâu? Đừng có chỉ thừa nghe tôi nói. Bây giờ tôi nói lại một câu nữa. Nếu còn là sao? Tôi qua tôi kêu bà già gì luôn á. Đừng cùng. Thì còn là do ông mua có chứ ông có. Tôi đâu mua mấy cái đó đâu. Bà mua ai mua mà kêu không có bà. Em nói hết rồi, hết rồi mà nói nhiều chuyện ghê. Lỡ bây giờ còn sao? Ở đâu cơ? Lần này tao đập luôn, tao đập nhà luôn. Không buồn không à? Nó điều. Điều. Cái gì vậy? Lần này tao đập luôn. Tao đập bớ đều bỏ luôn. Cứ lâu lâu là kiếm chuyện à, cứ dài ba bữa vậy là ra kiếm chuyện à. Má nè, vợ con kiểu đây thôi chứ. Nói tao làm tao cày như con trâu bò. Cái lần tôi sắp tình chi vậy? Tôi này của ai? Quý tiền bạc bỏ trong đây tự nhiên làm gì vậy? Túi của ai? Của em. Tiền anh lấy hết rồi. Em khói từng coi. Tiền lấy ra coi không còn 1.000 nào rồi. Anh lấy anh cho con nhỏ hết rồi. À bữa nay tụi tao làm lớn luôn á. Tiền của tôi mắc nhiều lắm cho con nhỏ kia. Điên lắm. Tôi bị giống như tôi bị kém sừng. Tôi tức. Bây giờ tôi tức cũng điên lên tôi. Chúc cũng khủng quá. Tự nhiên bữa nay nói chuyện vậy. Má nó bớ cái đèn. Bé con mua nó uống chí mẹ em luôn á. Bây giờ sao? Bây giờ có nhận lỗi chưa? Bây giờ anh hỏi em cái túi này của ai? Của em. Cái túi này của ai? Của em. Của em đúng không? Trong này có gì? Cái nhân phụ nữ tự nhiên hỏi vậy. Chú chiếc quá. Giấy tờ đây chứ là cái gì? Giờ muốn cái gì nữa? Giờ muốn cái gì? Tiền của tôi đâu? Anh có hết đâu? Anh là mất đâu? Anh cho biết đâu? Anh xin em 7 triệu anh cho đâu? Tôi không được. Tại vì không tiền của tôi đem đi cho con nào. Ê, thì nó cũng làm cái không? Bởi nó bị khùng hay sao không? Bị khùng hay sao không? Có bị gì không? Nào, không có bị gì không? Tôi đi khùng vậy. Tôi đã bảo. Tôi đã bảo. Mày chỗ đây nhiều méo vậy. Má tại sao? Khùng khùng đâu vậy? Tại sao? Hồi giờ tại sao? Tại sao em đi? Đi đâu? Em xin cho mày cho thôi miệng. Tôi không có giỡn nghe, tôi đang rất tức cho mày. Đừng thấy cái mẹ tôi vậy, mà tôi cười trong đây đâu. Bà nó giỡn tôi đập á. Bây giờ bà tin không? Bây giờ bà tin tôi lấy đi, tôi đốt hết không? Tôi dục ra được cái tôi đốt hết luôn à? Dốt tôi khùng méo ốc luôn á, cho ở đó mà đừng nói chuyện đó nha. Bây giờ dục hết luôn à? Quá quý, xung mình nữa. Giờ sao? Quá quý xung mình này. Giờ sao? Quá thâu. Đúng chẳng ra chết luôn à. Em có làm gì sai với anh không vợ? Xin lắm ạ. À. Ý là vô thanh nhắn đời muốn gì nói luôn. Chứ ai biết tự nhiên nói không nhà ai biết cái nào. Giờ coi nè, méo lên não rồi nè. Méo lên não rồi nè vợ. Vợ kêu mày, con kêu vợ nè. Tại sao mày? Tại sao mày không bỏ tao? Tao phải bỏ mày nào. Em là... Mày biết tao ở nhà tao làm cực khổ lắm không? Mày biết tao làm những trâu bà không? Mày biết tao lo con cái tao nữa mà thời gian đâu mà tao làm chuyện khác mà mày kêu tao làm sai này kia. Tại sao? Mày sai gì mà muốn nói mày nói lại luôn ơi. Im. Tại sao hôm em nói hết mà giờ con? Tại sao? Thử. Quý sao nó nói hết rồi là hết đâu. Nói hết là hết rồi mà sao ông nhiều chuyện như vậy? Mà sao ông cái câu đó hồi nãy giờ ông cứ không dần đi dần lại vậy? Không có. Không có lửa làm sao có khói. Một người đàn bà dối trên đường chứ gạt chồng đi chơi đi cạn lời anh đi chơi nào, đi chơi ngõ nào, tao đi ngõ nào nói thử đi giờ nào tìm cho nói tôi một tao một cái là tui một cái là sang tay là tấp liền.
Tất rì thay kiếm cắt lửa. Chứ tôi đi ngõ nào, tôi đi cho ngõ nào mà ông nói tôi đi cho. Thì anh vô câu chuyện luôn, anh vô câu chuyện với em luôn. Đâu, tôi chờ đó, hồi nãy giờ tôi đốt chết anh Ngọc, chờ nãy giờ đi vô phấn đồ này. Ném một đồ không? Em ném một đồ không? Anh còn điên này cho ngoài, anh điên trong đèo, cái đèo anh vừa nó điên này. Giờ sao? Giờ anh hỏi em bây giờ sao? Tôi muốn sao? Tôi muốn cái gì, tự nhiên cắt cái gì đâu mà nói em muốn. Bây giờ em đi luôn này. Em đi luôn đây, bây giờ hồi hôm anh hỏi em không có mà tại sao bây giờ em lại bó trong đây? Có cái gì? Tự lục, đây, tự lục. Lần đây lục, tao không lục, tao quýnh bớ mày. Đây, có cái gì đâu? Anh đi không? Có cái gì? Khẩu trang. Có cái gì? Không phải, khẩu trang này của con gạo. Ngang kia. Ngang nào nữa? Chứ cái ngang nào nữa? Đây mới có đồ này. Ngang nhỏ. Ngang nhỏ. Ở đâu ra? Anh hỏi em ở đâu ra hai cái Durex đây? Tại sao? Thì nó ở trong này đốt em nè. Ở đâu có? Không biết. Ở đâu? Trong khi thì ông phải vô chân đâu. Đừng có ngậm mép phun người, tôi uống một cái là retire liền. Chứ tôi làm gì có, nó hết đầu là hết đầu mà, đâu ra có hai cái vậy? Anh nói em bởi vậy. Chứ ôm có hai cái đây vậy. Bởi vậy, anh nghe con chiếc nói bạn thông tin. Sao? Nó nói gì? Nó điên. Tại mày sao? Ở đâu đây vậy ta? Tại sao tôi hối? Bà kêu là không có, bà không cho. Mà bây giờ nó gọi là hai cái. Nói không nói tún. Thì nó nói là hết đầu. Giờ ở đâu? Làm sao biết được nó ở đâu? Để nó tìm không cá rồi mà nó hầu hôn hết rồi mà. Tìm chồng chiếc nó giữa lòng trước à? Bây giờ sao bây giờ? Ý em sao? Cái chuyện liên quan gì tới con chiếc lần này không? Con chiếc nó nói hôm bữa giờ em là có dấu hiệu. Dấu hiệu thường ngầu cừ một mình. Cầm điện thoại nhắn tin cừ sao? Cừ một mình là dấu hiệu của phán bậu. Anh bây giờ cái méo lên não anh đã điên nè. Điên anh đập ứng nè. Khùng sao đừng như không bây giờ ông nghĩ tôi vậy. Ừ, ông bây giờ ông nghĩ tôi lẹ con người đó em. Ừ. Anh không nghĩ bây giờ tan tướng. Nghĩ tôi vậy mà nghĩ hai cái bao cao su đây vậy. Giờ ông nghĩ tôi con người tôi vậy. Mắc chết rồi vậy nào hả? Tôi không biết. Tại sao ông nghĩ tôi vậy? Bây giờ là mà trong khi đó tôi làm những câu bài như vậy mà bây giờ ông nghĩ tôi con người tôi vậy. Tại sao tôi thèm, tôi xin mà không cho. Bà kêu là hết rồi. Chứ giờ làm sao tôi biết mà người anh nói này mà trong ví đây. Mà cái ví này tao hồi giờ làm gì có bài trong ví đây mà tự nhiên không bây giờ nó lại nằm trong cái ví đây này. Vậy rồi, ở đâu nó lấy cái này nó có hai cái chân. Chạy nó chui vô trong này nó ném mẹ bạn. Ừ, tôi hỏi bà ấy. Nó biết đâu, tôi đâu có biết tự nhiên. Qua tôi kêu bà già giờ. Bà chứng kiến câu chuyện đây. Xong rồi bà đi đi. Tôi ở nhà tôi nuôi ba đứa con. Nhưng hai đứa con ngoài kia nữa là ném nước tôi nuôi một lần luôn. Hai đứa con ngoài kia nói chuyện với ai mà không chưa ai đứa con ngoài kia nữa. Hử. À buồn. Vậy tôi đập nhà tôi chết. Nuôi ba đứa con tao không thơ nào mà ở trong gia đình. Con vợ mà đi vậy cũng thiệt, đàn ông thằng An gì vậy, nhà cưới vậy. Vậy anh để tính đi, anh đâu tin tưởng em đâu. Anh chưa bao giờ anh tin tưởng con người em luôn. Em có đáng tin được không? Chứ sao lại không đáng? Chứ em có làm gì đâu, tự nhiên đương không bây giờ lòi ra hai cái đây vậy. Giờ anh nghĩ em là này kia rồi thì em biết nói sao. Em hầu giờ em có thấy bao nhiêu cái vụ quýnh ghen chưa? Em nói em không có là không có. Bao nhiêu cái vụ trên gia đình mà, nhìn chồng nó đi mà nó lòi ra ở trong túi trong ví là vợ luôn không biểu đâu được chưa? Không, cái đó anh chồng nha thì em không chấp nhận được. Nếu còn như em quá là hòn háo luôn mà giờ hòn háo với quần quen. Tại sao nam nữ bình đẳng mà anh chồng á thì bị là nói là đi chơi còn con vợ bỏ trong đây là đỡ làm gì? Con vợ bỏ trong đây là đỡ thấu con bóng chơi ấy, đỡ thấu con bóng mà chơi tôi quay rồi ấy. Em đã nói là em không có biết hai cái đây ở trong cái ví, không có biết nó nằm trong cuốn sách đây mà. Tàng chứng. Chưa đâu. Bây giờ nè, anh nói thẳng cho em biết luôn nè. Anh khẳng định đây của em nè, em cắt đi. Em cắt đi, em cắt cái này đi. Đây của em nè. Mà chưa đâu, tôi chưa nói xong đâu. Tại sao ấy nha? Mẫu lần bà cho tôi có một nhé. Có một cái một. Mà tại sao bây giờ bà đi ra đường mà cầm hai cái? Bị khùng như anh nói vậy. Là tức là bà ở trong nhà là một mà ra đường là hai đúng không? Đúng không? Bà đúng không? Nếu bà đúng là tôi giết bà luôn. Đấy, tôi bỏ đèo cho bà chết luôn nè. Bây giờ sao? Nói vậy em hiểu được anh không tin tưởng con người của em thôi chứ em biết nói gì. Bây giờ sao? Em nói tận nãy giờ mà anh vẫn cứ là nói vậy thôi em biết nói sao à?
rầu đúng không, không biết nói đúng không? Ok, đưa qua kêu mày nó lần này cho mày, tao đuổi đi luôn, lần đeo đuổi đi luôn, đuổi đi vợ con vậy được. Người chồng không không tin tưởng vợ, ai thì có thể gán ghét được cái tàu đó chứ? Nghĩ sao tôi vậy mà đi nghĩ tôi lè cái loại người đó. Bây giờ bà già á, bây giờ nói em này, bà già bà từ em đâu, bà già bà cũng không tin tưởng em luôn, bây giờ bà nói là thôi em đi chứ bà già ở phần bà già cho chuyện lẽ anh chồng em mà anh cũng tin tưởng em không tin, với những cái hành động của em là cái mặt lúm la lúm lép, cái mặt mà bữa nay là cái mặt cứ hay cười hay ngó là không tin, còn Chiếu nó cũng không tin em mà tại sao anh tin được? Thử anh hỏi em tại sao con Chiếu nó không tin em, nó người thân cận của em, nó làm với em luôn mà bây giờ anh đập bớ đeo em được không? Bây giờ em giải pháp không? Chiếu mày nói vô giùm ảo mày chiếu. Đó còn điều một anh đập em chết, còn hai anh đập cái đeo anh chết luôn. Nhận như tao mới làm mà nhận mày. Bây giờ em thấy gì giờ con Chiếu nó cũng nói em nhận đi. Bây giờ sao? Tao cũng có liếm láp đồ ngoài kia, đồ miếng đồ tao cũng nhận đồ chứ. Mẹ mày còn nói liếm láp nữa chứ. Quả chứ không có ai mà lấy gì nhận. Bây giờ một là quýnh bơ đeo, còn hai là bước đi. Dạ quýnh bơ đeo tôi vậy. Cái nghe cũng sợ chết đứng á. Đâu ra tập. Má ra tập. Má ra tập. Cái ôm đồ phải dục đi á. Biết không? Tậu chứ sao ông tậu mày. Nghĩ sao mày ông nói tao vậy mà. Quay đầu anh đồ quý đây nghĩa là phải thằng tao chú sách tao đúng không? Thằng quý đây chắc chắn là thằng tao rồi. Không gì vậy? Cái gì vậy? Nói em nói chuyện với tôi nè. Ê, tôi cũng đã nói, tôi cũng có chuyện, tôi nói với bà. Ông lại đây. Tôi á, hôm nay tôi có chuyện lớn, tôi nói bà này. Người phụ nữ mà dày là đúng không Chiến? Anh nói với Chiến á, người phụ nữ mà dày là sao chấp nhận thay đồ của em nè. Giờ người phụ nữ như bà là tôi không chấp nhận thay đồ của bà đúng không? Được chưa? Đáng lý ra là nhiều đó là đủ rồi. Thì tôi nghĩ tình nghĩa phu thơ xéo nè, tôi cho thì mì gấu nè, dạ thêm mà để cho tôi một thằng cu á, tôi cho vào thêm cái mền này mờ bà ai cút, tôi không giỡn, tôi không có rảnh rồi, tôi giỡn túi nữa, tôi điên túi nữa. Giờ em hỏi lại ai cút, ai là người cút? Ấy là em phải hiểu tiếng người rồi. Hiểu do nhưng mà ấy là nói rõ lại. Không có giỡn nghe, tôi không có giỡn nghe. Giờ sao? Giờ tôi nói ông cho tại sao? Tại sao lại lấy hai cái bao đó bỏ vô trong cái túi ba lô của tôi? Nó ông mua oan giá họa cho tôi. Ông có biết cái tàu đó là quy vô cái tàu gì hay cái tàu gì? Tàu đó là cái tàu gì đây nè, tôi quên, nhất thời tôi quên rồi mà đại khái. Giết nữa bỏ tay ngừ. À quên, ông máy lộn. Mà tại sao? Tại sao ông làm đó ông thông đồng với con Chiến nữa hèn gì cái con quý đó nói cả một quý trần nó đâu có nói vô một tiếng nào đâu, nó còn
nó còn nói nó thấy tìm xem ông hả thử nói này sao tại sao vậy thử tại sao à? Bây giờ ông mới làm đi tại sao vậy không bằng chứng đâu bằng chứng đâu mà nói vậy bà bây giờ ông muốn bằng chứng đúng không không có bằng chứng sao mà xét xử yếu đàn thằng bỏ tao đúng rồi yếu em lại lấy cái bằng chứng lại ra cho trời bây giờ muốn bằng chứng đúng không yếu trăm ngàn nha trăm ngàn giờ tôi cho nó 200 ngàn luôn á bây giờ 100 ngàn ông làm gì ừ 100 ngàn làm gì dữ sao con người thấy con người sao cứ ăn ngư đi 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 việc kiếm chuyện như vợ vậy thử mày lại đây mày quay vô trong cái bàn mạch của ông này 100 ngàn anh cho mày quay gần lại tao quay gần vô trong cái khuôn mặt đó lấy cái tay xuống quay quay gần vô trong cái mặt á xấu bao nhiêu là cái mặt bao nhiêu nét là phu ra xấu hết vậy cho nó không có được một cái lại nét nào em chặn em ừ ông cho nó 100 ngàn là ông ngon nghe ừ ừ ông cho nó 100 ngàn ông bước ra đây không bây giờ đây đồ ship thẳng nào bước ra đây đi bước ra làm người đây biết rồi đây ông ship thẳng luôn á ông cho đó mà nói ông mạnh miệng mấy ông muốn đuổi tôi đi vậy rồi ừ ông muốn đuổi tôi đi đúng không đem tao đem vô lại đem ừ con người của ông á này bước ra đây bước ra đây đồ là phụ nữ anh đâu có mạnh được phụ nữ mày sao mày em nhà của anh mà vợ mặt quá mà ơi đi đây giùm tôi cái đi đi đúng, em chào chào thôi anh lỡ thôi vợ cầm đi ôm đi đồ phụ nữ anh sao anh mạnh được bước ra nha gánh chịu à, cái tay em đau quá đi ra ngoài đấy đứng này anh đừng có đứng trong nhà này nọ im ông đứng này chậm thật ông cũng gánh chịu ông tôi nữa à mày con với mày à đi đâu đi biến đi biến khỏi cuộc đời của tôi luôn rồi cho rộn ha ai vậy cứ kiếm chuyện đi với ai mà vợ trong làm muốn chết tự nhiên mình đây tự nhiên muốn con vợ ngoại tình cái ai không ông muốn không bữa nào tôi đi thiệt luôn trong coi á làm không? Làm người đây giỡn chút làm gì vậy bây giờ ông muốn không đi thiệt không tôi đi thiệt nè trong đừng giỡn nha đó mọi người xem trình này yếu yếu gương quá chứ đâu phải đó đi đi đâu đi đây mọi người thấy không trình nó yếu lắm cái đầu nó yếu lắm bị trôn nhiều rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm mà nhưng mà mình nắm được cái thoát rồi tất cả hôm nay sẽ nhờ Mỹ Hiến nhờ Mỹ Hiến rất nhiều luôn chứ cảm ơn em nha chứ không có em là chị liên ly rồi nói chung nãy em sắp khóc rồi mọi người tại vì ân ức á nãy em muốn khóc rồi ạ mẹ giờ nhờ Mỹ Chiến nó chỉ đường dẫn lối cho nên là em đã nắm được thóp của ông Hân thì bây giờ là em không có đưa cái máy quay này cho ông Hân được bây giờ sao ta em không biết edit à đúng rồi em sẽ nhờ anh Hiến bây giờ em sẽ nhờ em lấy giùm chị điện thoại đi chị gọi cho anh Hiến nhờ anh Hiến anh edit giùm cho bây giờ đưa cho ông Hân là 100% là ông sẽ xóa cái video này mọi người chứ không bao giờ là ông đỡ ở đây đâu cho nên là em nhờ anh Hiến edit video cho lỡ lên video rồi thì bây giờ em kết thúc video luôn nha mọi người nha mọi người yêu mến em thì em với kênh thì cho em một like một chia sẻ và đỡ ủng hộ kênh của em nha giờ em kết thúc video nha mọi người nha xin chào mọi người